Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay mình lại đánh ông Tiến Sĩ Tê các bạn, hôm nay ông xuất hiện các bạn. Hôm nay mình sẽ đánh đội hình xe tăng La Giang các bạn. Đây. Mình sẽ vào tấn công luôn các bạn. Chiều có bạn kia nhắn tin cho mình hỏi đánh thử đội hình full xe tăng La Giang các bạn. Nên mình đã mua full xe tăng La Giang mình thả các bạn. Khá là mạnh. Dường như là đánh mấy cái nhà của mấy bạn khác rất là dễ dàng đúng không bạn? Mình sẽ cố gắng vượt nhanh nha các bạn. Mình nghĩ là cái này đánh lên đánh cái đảo xa xa về đảo như đảo núi lửa vậy. Bắn cho nhanh luôn các bạn, qua mày mình đem lên mày 5, 16, 17 luôn. Sẽ tiếp tục tấn công bằng 3 nha. Xe thường nó bắn khá là lớn mà nó kéo dài như vậy. Ok, dễ dàng bước màn 3 các bạn. Sẽ chuẩn bị cho màn thứ tư thôi. Bây giờ mình sẽ đánh màn thứ tư nha, tấn công luôn nha. Này cũng khá là dễ nên mình chưa có cần phải có bệ phóng điện các bạn. Cũng cẩn thận rồi mình cứ bắn mấy cái súng nào cảm giác nó sẽ trở ngại nhất thì mình sẽ bắn trước rồi. Tại thường thường ở trên cái đảo này thì sẽ cấp 7, nó sẽ thường thường đánh mình sẽ cầm lính cầm búa nhiều rồi. Mình sẽ chở ra mày 5 mày về này là đảo nhiệt đới. Bắn không là muốn lùi hết mấy cái súng rồi, muốn an toàn bắn luôn cái này nữa mình rồi chắc chắn luôn, sao không có ảnh hưởng như mình rồi. Bắt đầu thả lính nha. Rồi bạn thấy nó sệt rồi, tầm của nó đang là rất là xa. Em sẽ để cái sạc súng khá là nhanh đó. Nhà chính được dễ nữa, chở ra mày 6 mình sẽ do thám rồi, do thám rồi bắt đầu mình đánh do thám. Này cũng dễ các bạn ơi, không có sẽ thả
Tôi vừa có này bắn khá là thấm rồi mà. Sẽ bắn luôn cái dàn pháo này luôn cho chắc này. Này tầm bắn xa vậy rồi. Rồi mình sáu qua cũng dễ dàng, mày sắp súng cũng dễ nữa mà. Dễ đánh. Thu được ngọc cũng khá là nhiều nè. Bốn ngọc giữa, bốn ngọc nhỏ, ngọc vừa với một ngọc lớn do thám nha, cấp 7 rồi. Ui, hai về phóng điện căng rồi. Pháo vàng nguyên cũng hơi bị nhiều đúng không? Mình căng thì mới chơi đây mà nó mới cầm bấm máu nữa. Chắc mình sẽ bắn luôn cái dàn pháo này cho nó nổ luôn rồi. Ok. Thả lên cái là hết rồi. Ui, còn mình gì nó yếu máu rồi các bạn ơi. Thôi, nó vừa đủ liễm cho nó chiến hàm để có thể nâng nó lên rồi. Hồi máu bọn nó hồi muốn không kịp luôn các bạn ơi. Tôi bắn cái nhà pháo này. Chiến thắng rồi. Bắn cái này đi cho nó nổ luôn. Ok, có 7 đâu vượt qua các bạn. Đội hình full xe tăng nha. Full xe tăng laser các bạn. Ok. Tại nguyên nhân được cũng khá là nhiều nữa các bạn. Đây mình sẽ đánh một thêm một cái bạn nào đó này. Đây bạn này cấp xuống này. Đây mình sẽ đánh thử cái đội hình này cho các bạn xem nha. Mềm các bạn, mềm lên nhiều lắm luôn. Ôi, nó bắn à. Dẹt như muốn hết nhà luôn các bạn.
Đó bạn thấy dễ dàng. Ô bên này cũng thiệt hại hết một chiếc xe tăng lửa bạn. Mình không thấy luôn. Có xe tăng laser. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn ở những buổi livestream tiếp theo hay những video tiếp theo nha các bạn. Bye các bạn nha.